hướng dẫn cho anh em cách lắp cái mạch hắt ga để mà xài cái chai ga trắng của Trung Quốc của cái máy Hilti GX120 á. Thì đầu tiên mình mở ra bên trong á thì nó sẽ như vậy. Đây là cái cục pin. Ba cục pin này á, là để nó dùng để nó đánh lửa. Thì nó là cũng là cái pin thường thôi, giống như là cái pin mà mình xài đồng hồ treo tường á. Ba cục pin A này, một cục là 1,5 V, ba cục là 4,5 V. Nếu mà pin mà nó hết á, thì anh em mua pin ở ngoài lắp lại rồi thay. Đây là cái cục pin. Còn cái mạch này á, là nó gồm có một cái chấu này á, nó điều khiển cái van điện để mà mở ga, và một cái chấu này là nó điều khiển mạch. Thì bây giờ á, mình mở ở trên cái mạch này ra là hai cái chấu này là chấu thứ nhất, cái chấu này là chấu thứ hai. Đó, trước mắt mình mở mấy cái chấu nguồn này ra. Anh em thì lưu ý là cái mạch này người ta làm á, được thiết kế á, là để đưa vô đúng cái khe nhỏ này này, cái khe mà nó còn thừa, coi như là hả, nó tận dụng tất cả cái khoảng không gian còn sót lại của cái máy á, là phải để vô đúng như vậy nè. Đó, anh em đừng có để ngược lên trên này mà, hay là để ra bên này, thì lúc đó mình lắp vô trong máy nó sẽ cấn, nó sẽ gãy mạch. Anh em trước khi anh em lắp dắt mấy cái cài mấy cái này á, thì anh em phải để như vậy để mình biết được là đó, nó để cho nó đúng cái vị trí đó đó, nó rất là gọn gàng ha. Đó, nó rất là gọn gàng. Rồi sau đó đó, cái mạch này, cái đường dây này anh em cắm lên trên đây, còn cái đường dây phía dưới này cắm ở đây. Ở dưới này nó có hai chấu, một cái chấu này á, thì mình cắm cái cọng dây điều khiển máy nằm lên đây, còn cái cọng này á, nó điều khiển cái van ga điện tử, chiếc ga điện tử đưa ga lên đây đó, để mà bích tông nó nổ, rồi để cho ga nó vô trong bích buồng đốt để nó nổ đó. Thì khi mà anh em cài xong hết rồi á, đây ví dụ như mình cài này vào đây, cái này á mình dắt ở đây, thì đây anh em đưa lưu ý nè, rất là kỹ, mình dặn anh em lưu ý rất kỹ là để cho cái mạch này nó không bị gãy, không bị nứt hay là gì đó, thì anh em phải đưa vô đúng cái khe này, đúng cái vị trí cái khe mà hả, cái vị trí mà người ta từ thiết kế cái miếng này vừa khít ra đây đó, thì lúc đó anh em đẩy máy lại rất nhẹ nhàng, không có bị kinh vinh gì hết, thì mạch nó lắp chạy bình thường. Đây là cái nút mà nó cấp nguồn cục pin lên đây, gắn vào đây. Còn đây là cái chấu này, anh em gắn vào đây. Còn cái chấu này là chỗ mát, cái cọc mát này anh em cắm vào đây. Đó, anh em cho em cắm. Sau khi anh em cắm cái chấu mát vào đây á, là anh em á, phải lót ở cái miếng cái bát này này, là cái mát của máy á, nó đừng có để cho nó chạm vào trong này hoặc là nó làm trầy cái này. Anh em lót kê chêm đây một miếng giấy giữa cái chỗ này đó, rồi anh em nên gắn vô đây, gắn cái chấu mát này vô đây. Rồi cái chấu mát bên này gắn qua bên đây đó. Rồi lắp máy vô chỗ lại là anh em xài bình thường đó. Lưu ý lại anh em là cái mạch để vô đúng cái khe còn thừa lại đó. Cái dùng không gian này là coi như người ta thiết kế cái mạch này là vừa đúng để mình bỏ vô trong đây đó. Chứ đừng có để ngược lên cái này, nó lật lên trên này, nó đè qua bên kia, nó xích qua xích lại, thì lúc đó đẩy máy lại nó kinh, rồi mình ép ốc thì cái mạch này nó có thể nó bị nứt, nó hư.
cái mạch này á, thì xài á, là bảo hành đó là vĩnh viễn, là dài hạn, bảo hành ít nhất là 10 năm. Còn khi mà anh em có chai ga zin thì gỡ cái mạch này ra, gắn chai ga zin vô vẫn xài bình thường. Còn muốn xài chai ga trắng là gắn cái mạch nó như vậy đó. Rồi cảm ơn anh em đã coi cái video để lắp máy cho mình bình thường. Đây, tại cái này để lát mình sửa lại cái này, mình gài cái này lại. Rồi là đậy cái nắp lại. Rồi. Sau đó mình là lấy cái chai ga Trung Quốc. Thì mình bên mình đó là có chế một cái kẹp đen bằng sắt. Rồi anh em cứ bỏ cái này vô, nhét cái chai ga vô và gài cái kẹp sắt này vô là máy coi như là bắn là bình thường.